Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, mới vô thì anh em mình đi nhận thưởng cá nhân. Chúng ta nhận được đó là 10 mảnh của cái thành viên Heroic ha. Rồi, ở đây thì anh em ơi, Hentai thì có nhận mở các gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở những gói VIP trong game thì các bạn có việc liên hệ với Hentai nha. Và mình mở thì cái giá trong game kèm thêm ít phí nữa ha mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo nhà phát hành ban nít hay là sẽ khóa nít của các bạn nha. Rồi, ở đây thì anh em mình đi nhận một vài phần thưởng nha. Đó, cái dàn phần thưởng ở trên đây thì anh em mình phải mở cái gói VIP thì nó mới cho mình nhận thưởng hen. Rồi, sương. Chỗ này thì anh em mình xem nhiệm vụ nha mọi người. Những cái nhiệm vụ ở đây thì anh em mình còn hoàn thành để kiếm được điểm nha. Chúng ta sẽ cho cái bé hệ nước với hệ điện nó yêu nhau tầm khoảng 4 lần nữa. Wow, này là hệ lửa với hệ điện. Rồi, hệ lửa với điện và nước với điện ha. Đây, lửa với điện. Rồi, ở đây chắc là nước với điện nè. Đó, sau đó thì anh em mình sẽ cho nó yêu nhau tiếp tục nha. Ok, chỗ này thì nó full rồi. Anh em mình sẽ thả bớt mấy cái bé yêu này ra chỗ môi trường sống. Đó, tới công chuyện luôn. Rồi, nước với điện. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với... hôm nay có cái event mới nha mọi người. Event này là event run. Đây, lại đến với cái event rất là tuyệt vời. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đi cày điểm để chơi event nha. Đầu tiên là thu hoạch vàng thì đã đủ. Cái này là thu hoạch thức ăn. Còn cái này là sẽ thả 4 quả trứng rồng ra. Dư sức qua cầu liền. Ở đây anh em mình có được tầm khoảng là 5 quả lận. Đó, sau khi thả xong thì anh em mình sẽ bán nhẹ luôn ha. Ngon lành. Được 3 quả rồi. Ở đây thì anh em mình sẽ thả thêm một cái quả cuối cùng nữa. Ok. Xong, hoàn thành xúc xích nhiệm vụ liền. Cái này thì chúng ta cần là thu hoạch thức ăn. Thu hoạch thức ăn thì anh em mình xem thử coi. Đây, đủ luôn. Rồi, thu rồi mua lại. Đó. Ok, vậy là xong hết 3 cái nhiệm vụ nha mọi người. Ngon lành rồi. Rồi, ở đây thì anh em mình quậy nhẹ cái event cho nó khởi động sương sương nha. Rồi, và anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh em một lượt đăng ký. Cũng như là anh em hãy like nhẹ video ủng hộ cho Hentai Channel nha. Hiện tại thì kênh của anh em mình đã được 252.000 người rồi. Anh em mình đang cố gắng lên 300.000 nha mọi người. Nó cần một cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình của các bạn luôn. Đây. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ cố gắng quậy cái event này nha. Wow, chúng ta sẽ cố gắng lấy thật là nhiều chống chống nha mọi người. Ở đây thì theo mình á, maximum mà Hunter hay lấy được á là 120. Đó, có khi lên được tới 122 nhưng mà rất là hiếm nha. Đó, thường thường á là ghê gớm lắm anh em mình sẽ lên được là tầm khoảng 120 cái chống chống ấy. Rồi, ở đây là mình lên được 73 rồi nè. Đó, bây giờ là lên tới 99, con số khá là đẹp. Wow, bây giờ là cán mốc 103. Wow, 111 luôn rồi các bạn ơi. Quá ghê gớm. Wow, tốc độ bắt đầu thấy kinh rồi. 120 các bạn. Ôi ui. Ây cha, easy luôn. Anh em mình đạt được một cái mốc là 120 điểm. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ quảng cáo để được nhân 2 phần thưởng nha. Wow, rồi, bây giờ thì bắt đầu chế độ đi quậy của anh em mình đây. Anh em mình sẽ đến với khu vực quest. Giao lưu nhẹ thì anh em mình sẽ đi phá nhẹ cái đây, phá nhẹ cái khu vực này ha. Cần con Heroic VIP để có thể gõ trong đây. Hiện tại thì bé yêu này của mình đã nâng nó lên được là 2 sao rồi các bạn. Giờ anh em mình cũng đang cố gắng cho nó lên 3 sao nha. Victory. Đó, ổn áp luôn.
Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực. À, ở đây có khu vực Arena. Khu này thì để mình coi coi có cái đối thủ nào nó nặng nặng tí không. Mấy con này nó nhẹ quá, quýnh nó không có sướng các bạn ơi. Đây rồi, tên bạn thì có một cái em. Một cái em thuộc dòng đó chính là Heroic VIP. Và chúng ta cũng có một con Heroic VIP nằm đây nha. Ui, gắn thêm cái lưỡi hái luôn hả? Ngầu dữ. Đẩy nhẹ tên bạn bằng tuyệt chiêu sát thương nhân 2, kích hoạt thêm cái knockout. Coi như là anh em mình quýnh được 3 lần liên tục các bạn à. Rồi, và đây là thành viên rồng đá đúng không? Pha này thì anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu. Ê chà, để bị mất máu trước đi. Sau đó thì anh em mình mới chơi cái chiêu gọi là hút máu đại pháp nha. Đây, ui, hỡi còn miếng máu cơ. Rồi, và nhân vật cuối cùng của tên bạn thuộc dòng là Heroic. Tới công chuyện luôn. Ui, nhưng mà con này máu nó cũng khá là trâu nha. Anh em mình sẽ xài tiếp cái chiến thuật đặc biệt đi. Đó, khều nhẹ. Wow, bây giờ thì bắt đầu tới bé yêu của anh em mình nè. Lắm. Với lượng sát thương nhân 2. Ui, chúng ta cà rồng này phải nói rất là đỉnh luôn nha mọi người. Cô này thì anh em mình đổi tem cái đi. Wow, vàng rồng lần này thì có vẻ ổn áp nữa đây. Và anh em mình đang nằm ở cái khu vực gọi là Master Bar nha các bạn. Rồi, khu này thì khá là thú vị rồi. Kích hoạt cái khả năng đặc biệt cái coi. Sát thương X2. Ui, lại thêm cái knockout nữa rồi các bạn ơi. Ngon lành ha. Vị trí này thì anh em mình sẽ đến với sát thương đạp nhân 2. Ui, nhưng mà bây giờ tranh thủ lụm cái trước, sau đó mình mới chơi cái trò hút máu ha. Đó, ngon lành cành đào liền. Và nhân vật tiếp theo của anh em mình. Ui, level con này nó lên tới là 60. Wow, 137. Ui, con này nó đam nhân 2 với mình ha. Hơi căng. Ây, kèo này còn kích thêm cái knockout đối thủ nữa. Victory. Sương sương thôi, hai hiệp. Ui, bây giờ là tới cái con đặc biệt đây các bạn. Con này là Heroic với tuyệt chiêu đất, hai chiêu luôn. Ây, có khả năng hồi sinh ha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ ưu tiên một xíu đi. Chúng ta sẽ nhờ tới bé voi. Nhìn cái skin của con bé voi này là thấy kết nữa rồi. Lắm. Wow, 573.000 máu nha. Thấy cái lượng máu là khá là chất lượng rồi đó. Wow, kèm thêm cái hút máu nữa coi. Rồi, sau đây thì anh em mình sẽ đẩy nhẹ tên bạn với sát thương đam X2. Con này nó quá trâu các bạn ơi. Đây thì anh em mình hạ được con này. Ok, chắc là hạ được rồi đó. Còn cái con bên trong này mới e ngại đây. Nó đẩy cho mình đi du lịch luôn. Wow, tới công chuyện liền. Ôi, cần kích thêm cái knock out nữa. Anh em mình quýnh 3 lần liên tục các bạn à. Rồi, chỗ này thì có nhẹ chiếc rương ha. Up pan. Phần thưởng của anh em mình sẽ là cái gì đây? Holy Weed. Ôi, 70. Để nhìn coi. Wow, có một con Karma, một con Titan Macaron. Titan Macaron. Ủa, khoan, con này là Titan Mysticast chứ không có Macaron các bạn. Macaron là nó có khả năng hút máu, còn con này nó sẽ không có khả năng hút máu nha. Rồi, tên bạn thì có một em Kamat, level là tầm khoảng 50 nha. Tới công chuyện liền, sẽ thường đạp X2. Còn thêm một lượt đánh nữa chứ. Wow. Rồi, một em được đưa lên dĩa rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với nhân vật tiếp theo. Em này thì thuộc dòng hệ lá ha. Màu mèo qua lá hẹ ha. Rồi, sát thương nhân 2 thì anh em mình tiễn nhẹ con này một cái luôn nha. Đó, nó mà trở lại thì bắt đầu anh em mình mới tính tới cái việc của cái bé yêu này. Đây.
Wow, hút máu cái coi. Khi gọi là level 50 mà quýnh với 70 thì anh em mình tự tin hẳn lên. Ôi cha, con này nó nhún nhảy đủ các kiểu luôn các bạn ơi. Lông. Đây, victory hen. Rồi, anh em mình lại qua được một cái cửa. Lần này thì đến với vàng rồng đá. Hết mình luôn. Để xem coi. Wow, sát thương đam luôn. Và với từ chiêu hút máu nữa các bạn. Rồi, lụm nhãn cái coi. Đây, tiếp theo thì thêm một lượt đánh nữa cho anh em mình cái nè. Đó, chỗ này thì anh em mình bắt đầu mình mới xài tới cái chiến thuật gọi là lũng. Wow, con này nhìn cũng ngầu phết nha. À, kèo này thì chúng ta sẽ nhờ đến sự xuất hiện của cái bé hệ đất này đi. 242.000, ui con này nó đam với mình. Nó dám đam sát thương nhân 2 với mình luôn. Đó, mình vẫn đang ưu tiên cái con ma cà rồng nha mọi người. Hiện tại đã được răng tím 2 vạch rồi. Giờ mình cũng đang yêu thương cho nó sớm lên 3 vạch ha. Level 70 thì các bạn biết rồi đó, sức sát thương nó cũng nằm ở một cái mức tầm rất là ổn áp luôn. Wow, nhẹ nhàng ha. Rồi, anh em mình đã lên tới tầng bao nhiêu rồi đây? 1, 2, 3, 7, 9. Ôi, số cũng đẹp phết nhờ. Wow, đầu tiên thì vẫn phải đi phá nhẹ cái bộ giáp của cái dòng Titan. Đây, con này là Titan thép ha. Sát thương nhân 2. Vẫn không đủ đam các bạn ơi. Đây, tuy nhỏ nhỏ nhưng mà võ công khá cao ha. Chúng ta sẽ bật lại cái tiệc chiêu hút máu nè. 160.000. Tầm này thì chính chúng ta sẽ nhờ đến bé voi đi. Rồi, tới công chuyện luôn. Ui, đam nhân 2. Trời ơi, nó cũng đam nhân 2 lại với mình luôn các bạn à. Không đùa với thành viên này được. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ ao nhay với tên bạn một xíu nha. Và đây sẽ là tiệc chiêu lá. Victory. Ok, qua cửa khá là ổn rồi. Bây giờ thì anh em mình nghe nhẹ cái. À, ôi, giảm 15% đam luôn. Chiêu người ta luyện càng ngày càng lên, còn chiêu con này nó luyện còn đi xuống nữa chứ. Cay thiệt. Rồi, ở đây anh em mình luyện chiêu cho bé này là sấm sét ha. Sấm sét hay là điện nhờ. Rồi, bây giờ anh em mình nghe nhẹ cái. Chúng ta sẽ đến với là cái khu vực list. Khu vực này thì chúng ta có thể cưa được bao nhiêu trận đây. Wow, ở đây thì anh em mình có bé Watsum nè. Coi coi còn em nào xịn xịn nữa không. Ây, mình thì hơi bị kết con này luôn. Vô kèo. Hôm nay chúng ta gỡ được tầm khoảng 5 hiệp nha mọi người. À, kéo điểm ở đây thì để anh em mình kiếm thêm những cái viên game để xài cho nó sướng ha. Rồi, mới vô thì giao lưu nhẹ với tuyệt chiêu đặc biệt của cái bé Heris Void đi. Đó, nó kích thêm cái knockout đối thủ nữa. Bé voi này quýnh thì cũng rất là ok luôn nha. Rồi, tên bạn thì mình thấy sương sương là còn hai con cũng khá là trâu đây. Wow. Rồi, vị trí này thì kéo nhẹ luôn cái thành viên chùm cuối hang. Hồi sinh lại, ui. Nó hồi sinh lại cho con bên trong luôn. Cây nhờ. Hết cách rồi. Giờ mình phải lụm trước một em cái đã. Ồ, con này nó cũng còn có miếng máu à. Chiêu của mình nó lại chưa hồi mới căng. Đấm. 168. Ôi ui, lấy máu tăng đam. Gọi là cái máu bị mất nha các bạn. Lấy máu bị mất để tăng đam, chứ nó không phải là lấy cái máu còn để tăng. Wow, victory ha. Rồi, ở đây thì anh em mình level 120 và chúng ta được đại chiến với những các bạn level 125. Cuộc chiến cũng khá là ngang tài ngang sức ha.
Rồi, giao lưu nhẹ thì anh em mình sẽ chọn cái thành viên này đi. Đang có sát thương nhân 2 luôn. Wow. Khi bị mất máu thì bắt đầu mình mới xài tới cái chiêu đặc biệt này nha. Cái chiêu này là tăng cái lượng sát thương khá là ngon luôn và bơm máu cho anh em mình. Đó, kheo nhẹ với tiêu chiêu thuần chủng luôn. 75.000, còn 75.000 máu à. Căng nhờ hai con này con nào cũng đam thuộc dạng gọi là siêu khủng bố hết trơn rồi. Rồi, victory ha. Được thêm 6 viên game mỗi túi các bạn ơi. Ui, bây giờ lên tới thành viên level 126 luôn rồi. Đây, giao lưu nhẹ. Và mình vẫn ưu tiên cho các thành viên Heric VIP mới, thành viên Heric Arcana nha. Con này thì được cái là... Đó, giật đam liên hoàn luôn, sát thương rất là khủng ha. Rồi, chỗ này anh em mình... Ui chà, cái chiêu này bị giảm đam nữa mới đau. Đam nó còn nguyên vẹn, chưa chắc nó hạ được người ta nữa mà nó còn giảm 50% nữa các bạn. Ôi, chiêu chưa kịp hồi rồi. Đây, victory ha. Chỗ này thì anh em mình còn được tầm khoảng 2 hiệp nữa luôn. Wow, bây giờ thì toán sao cho nó hợp lý đây. Đầu tiên thì anh em mình cần phải cưa nhẹ. Nhưng mà cái con này máu nó ít quá. Mình cưa đường nào nó cũng bị củ tỏi hết trơn luôn á nha. Rồi, thành viên tiếp theo. Giờ anh em mình... À đúng rồi, lụm nhẹ cái trước. Đó, hồi sinh trở lại thì anh em mình sẽ ưu tiên cho các thành viên Heric VIP đi. Bay được cái... Ui chà. Con này là Titan nha các bạn, nó có một cái bộ giáp để bảo vệ. Nhưng mà do anh em mình gõ dữ quá, quánh thôi là bay giáp mà nhỏ luôn. Rồi, còn một hiệp nữa anh em ơi. Đây, chúng ta sẽ đi giao lưu nhẹ ha. Wow. Rồi, phá nhẹ cái giáp trước. Sau đó thì anh em mình sẽ cưa ít máu con này cái đã. Wow, căng thế nhờ, lấy máu của mình đâu. Nó lấy máu của mình để đem gì cho nó xài luôn các bạn ơi. Con này căng thiệt chứ. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ khử nhẹ nè. Wow, bật cái chế độ đặc biệt lên, bơm máu đại pháp liền. Chơi luôn cái chiêu VIP luôn. Ôi ôi, bị thiếu đam. Rồi, victory các bạn à. Đó, ngon lành he. Và anh em ơi, ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại trang tay một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.